Những người yêu thiên văn thế giới vào tối 30 và rạng sáng 31 tháng 8 đã có cơ hội hiếm có khi được chiêm ngưỡng hiện tượng siêu trăng xanh. Siêu trăng là hiện tượng xảy ra khi mặt trăng tiến rất gần đến trái đất vào thời điểm trăng tròn, lúc này mặt trăng trông lớn hơn và sáng hơn bình thường nhiều. Hiện tượng siêu trăng không quá hiếm, có thể diễn ra từ 2 đến 5 lần mỗi năm. Còn trăng xanh là hiện tượng trăng tròn xuất hiện hai lần trong vòng 1 tháng dương lịch hoặc 3 lần trong vòng 4 tháng. Siêu trăng xanh là kết hợp hai hiện tượng siêu trăng và trăng xanh. Đây là hiện tượng cực hiếm, phải mất từ 10 đến 20 năm mới lặp lại. Lần siêu trăng xanh tiếp theo được dự đoán diễn ra vào năm 2037.